Xin chào quý khách. Đây là mẻ sâm dây, chúng tôi sản xuất bột nghiền mịn cho khách hàng, là nhà máy để sản xuất, là một phần nguyên liệu để sản xuất ra một thực phẩm khác. Thì giới thiệu quý khách, đây là bột sâm dây từ củ sâm dây, đạn sâm từ tum rong con tum được nghiền mịn và nguyên chất 100%. Cái củ này, cái bột này sau khi mà cho vào nước nóng thì sẽ ra nước rất là nhanh, và ngoài ra thì cái bột này sẽ nở ra, bởi vì đó là những cái hạt bột mà được nghiền ra từ cái củ, thì từ đó là tiếp xúc nước là sẽ nở ra. Thì rất là nhiều quý khách là nhầm giữa là cái bột nguyên chất và cái bột hòa tan. Bột hòa tan là công nghệ về sấy phun thì nó sẽ khác. Sấy phun tức là mình sẽ là có một cái dung dịch hỗn hợp, sau đó thì cái nước mà sau đó người ta sẽ lấy cái nước đó, người ta trộn với một cái dung dịch đó và họ sấy và nó kết tinh ra. Thì bột hòa tan thì cái bột đó sẽ tan hoàn toàn trong nước. Còn đây là bột nguyên chất từ cái củ sâm dây, đạn sâm, tum rong con tum do Nhật Trường con tum sản xuất. Chúng tôi làm từ cũng 6 năm rồi về sản xuất cái bột này, bột mịn. Xin cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng cái sản phẩm bột sâm dây Nhật Trường con tum làm. Thì chúng tôi có kinh nghiệm sản xuất cái bột này, và ngoài ra thì cảm ơn quý khách đã tin tưởng để tạo những cái công ăn việc làm cho những thanh niên ở con tum và phát triển. Chúng tôi phát triển được cái sản phẩm thảo dược sâm dây, củ sâm từ vùng đất con tum quê hương. Thì bột này thì rất là tiện lợi, và cái bột này thì chúng tôi có cái sản phẩm là chà túi lọc, là lấy cái bột này rồi đóng vào chà túi lọc, túi chà túi lọc 10 gram, thì từ đó mà pha nước ra thì cái bột nó nở ra, thì quý vị nó nằm ở trong túi lọc thì mình vớt ra là mình dùng nước thì nó tiện. Còn cái bột này thì mình phải khuấy lên nằm ở nước và mình uống. Thì cái đặc điểm của cái bột này thì giúp cho mình là nhanh chóng hơn trong việc sử dụng đạn sâm, bởi vì đạn sâm á là mình phải đun nguyên củ hay là thái lát thì đều phải đun hết. Còn đối với dòng bột này á, thì mình pha nước nóng là nó ra được hết chất rồi, nó tiện lợi hơn. Đây là chúng tôi sản xuất số lượng lớn cho khách hàng, thì cái đơn hàng này làm số lượng lớn nên là làm một tuần nay thì bây giờ mới ra được cái sản phẩm mịn như thế này. Thì chúng tôi đang ở trong xưởng nên là nhìn cái về cái hình màu sắc của nó thì nó sẽ không có được rõ lắm, chứ đưa ra ngoài thì rất là mịn. Xin cảm ơn quý khách đã theo dõi video này và đăng ký kênh Nhật Trường Con Tum để theo dõi những video mới nhất từ bên chúng tôi. Xin cảm ơn. Bột sâm dây nghiền mịn sau khi mà mình chế nước nóng vào thì sẽ rất là nhanh ra được nước, và khi đó thì quý khách nên là khuấy để cho cái bột ngấm được cái nước nóng và chìm xuống như đây nè, chìm xuống và nở ra như thế này. Thì đây là bột sâm đã nghiền rất là mịn rồi, và khi mà chìm xuống thì nở ra và mình có thể mình uống luôn, mình dùng. Còn thì đối với sản phẩm mà chà túi lọc thì những cái bột này nằm ở trong cái túi chà thì quý vị có thể vớt ra thì nó tiện lợi hơn một tí nữa thôi. Rồi, xin cảm ơn quý khách đã theo dõi video này và đăng ký kênh Nhật Trường Con Tum để theo dõi những video mới nhất từ bên chúng tôi. Xin cảm ơn.